dụng PMAE phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy, trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 3, nhiều điểm quan trắc ở miền Bắc báo chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu và rất xấu, có hại cho sức khỏe con người. Ứng dụng VNE của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tại các trạm quan trắc đã được thiết lập ở 8 tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, có nhiều điểm ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu và kém. Một số ít điểm có chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình chấp nhận được. Đến đầu giờ chiều ngày 25 tháng 3, website môi trường thủ đô.vn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cập nhật chỉ số chất lượng không khí Hà Nội ở mức kém, nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe, hạn chế hoạt động ngoài trời. Mình thấy là chất lượng không khí hôm nay thì ở thủ đô Hà Nội là không được tốt. Bởi vì từ sáng thì mình đi làm thì thấy là đã có sương mù rồi, mà đến bây giờ chiều thì vẫn còn sương. Đặc biệt là thấy rõ ở các cái tòa nhà cao tầng, nên là mình thấy là không khí hôm nay là không được tốt. Mặc dù bây giờ đã là gần 4 giờ chiều rồi nhưng mà mình cảm thấy không khí ở Hà Nội vẫn rất là nhiều sương ấy, dày đặc sương mù, cảm giác không khí se se lạnh kiểu rất là thích, như kiểu đang ở trên Sapa vậy. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25 tháng 3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng. Các chuyên gia môi trường nhận định, lớp sương mù khiến bụi lơ lửng bị nén xuống tầng sát mặt đất, không phát tán được lên cao, khiến không khí bị ô nhiễm. Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài trong ngày, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là nhóm người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch cần hạn chế ra đường. Nếu nhà ở gần đường giao thông, người dân cần chú ý đóng cửa sổ vào buổi sáng, sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường. Trong điều kiện thời tiết xấu, người dân cần vệ sinh đường hô hấp bằng nước muối sinh lý, thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trước tình trạng ô nhiễm không khí diễn biến ở mức kém và xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật chất lượng không khí tại các website của Tổng cục Môi trường, hệ thống quan trắc chất lượng môi trường của Hà Nội hoặc qua ứng dụng PMAE để biết được chất lượng không khí từng thời điểm.